Chào các bạn, tôi là Thanh Hương, là chuyên gia đào tạo kinh doanh online chuyên nghiệp. Hiện tại thì tôi đang là giám đốc điều hành của công ty cổ phần thương mại sản xuất và dược phẩm Tâm An Phát với các dòng sản phẩm chuyên về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Khóa học phù thủy content là tất cả những kinh nghiệm được đúc kết sau 5 năm bán hàng của tôi từ một người không biết bán hàng là gì, không biết viết content như thế nào trở thành một chuyên gia về content. Đặc biệt, tôi đã đào tạo cho hàng nghìn đại lý của công ty tôi trở thành những người viết content chuyên nghiệp và tạo ra những kết quả kinh doanh đột phá. Khóa học phù thủy content gồm 30 video là 30 chủ đề khác nhau liên quan đến content, giúp các bạn có những tiến bộ vượt bậc trong việc viết content như là cấu trúc của một bài content hoàn hảo, công thức viết content đỉnh cao, làm thế nào để tạo được sự khác biệt trong content, làm thế nào để tăng tương tác cho bài content hay một bài content gồm những giá trị cốt lõi gì và rất nhiều những nội dung hấp dẫn khác. Khóa học phù thủy content phù hợp với những đối tượng sau. Đối tượng số 1 là những bạn mới kinh doanh online, chưa có khái niệm đúng về việc viết content. Đối tượng số 2 là những bạn kinh doanh online đã lâu nhưng không hiệu quả do không biết cách viết content thu hút khách hàng tiềm năng. Đối tượng số 3 là những bạn mong muốn có được một hệ thống kiến thức tổng hợp về content để về hướng dẫn và đào tạo cho đại lý, đội nhóm của mình. Vừa rồi, Hương đã giới thiệu cho các bạn một cách tổng quan về khóa học phù thủy content. Và để đạt được kết quả cao nhất thì các bạn hãy nghe thật kỹ từng video, ghi chép và áp dụng thật nhiều sau khóa học. Chúc các bạn đều trở thành những chuyên gia về content và có được những cái kết quả kinh doanh đột phá. Chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet, mua một lần bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.